Hello, em xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến anh em một cái đôi loa của Sharing. Đây là một cái dòng loa rất là chất lượng của Germany. Sản phẩm này có những cái thiết kế rất là tuyệt vời. Cái tuyệt vời đầu tiên mà hãng đưa ra cái chất lượng âm thanh cho chúng ta đó chính là cái âm phản dội. Với cái thiết kế của loa thì cái âm phản dội của loa là hãng đã thiết kế ra làm sao để không có những cái âm phản dội và đảm bảo được là gần như những cái âm phản dội là tối thiểu, để giúp cho anh em khi chúng ta đưa vào những cái không gian, đặc biệt là không gian ở gia đình, thì nó sẽ không có nhiều những cái âm phản dội, vì cái thiết kế của hãng đã tính toán đến cái âm phản dội của góc tường. Cho nên bản thân đôi loa này thì đang có được cái chất âm rất là sạch sẽ và giải min rất là ngọt ngào. Đó, thì ngày hôm nay những cái đôi loa này có cái đặc điểm như thế nào và cái chất lượng làm sao thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta khám phá cũng như là cảm nhận cái chất lượng âm thanh của đôi loa Sharing. Đôi loa Sharing này thì chắc anh em nào cũng biết rồi, với cái mã là Zero. Thì đôi loa này là đôi loa của Đức. Loa này có nguồn gốc xuất xứ như thế nào? Loa này nó chính là của nhà máy B3 sản xuất. Nhưng đây là một trong những cái phân khúc được định tuyến ở cái phân khúc tầm cao hơn, tức là có thể nói nó là cái sản phẩm chất lượng cao hơn so với cái thương hiệu B3. Nói thì anh em không tin, thế nhưng bởi vì anh em đang chuộng và anh em đang thấy rất là B3 đang rất là nổi tiếng. Thế nhưng bằng cái sản phẩm ngày hôm nay để chúng ta nhìn lại cái chất lượng của sản phẩm, để xem đây có đúng là cái sản phẩm mà nó là sản phẩm chất lượng cao cấp hơn B3 hay không, thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta khám phá từng chi tiết nhỏ một của cái đôi loa này, để chúng ta xem sản phẩm này nó chất lượng ra làm sao. Em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi khám phá. Đầu tiên là chúng ta sẽ cùng đi chiêm ngưỡng các bên ngoài của sản phẩm. Thiết kế rất là sắc nét. Đẹp từng góc cạnh. Anh em có nhìn thấy không ạ? Đó. Đây là cái logo của sản phẩm. Và như chúng ta nhìn thấy thì sản phẩm được đẹp từ góc cạnh và in chữ kiểu dáng lưới hoàn toàn khác nhau. Các cái góc cạnh anh em có thể nhìn thấy. Và sản phẩm này cũng được trang bị một cái miếng mút, một cái miếng lưới chống bụi, giúp cho cái loa lúc nào cũng sạch sẽ. Và cái lưới này rất là thưa và nó không ảnh hưởng đến cái chất lượng âm thanh của sản phẩm. Đây là cái đặc điểm riêng của cái sản phẩm này. Cái thùng thì rất là sâu, anh em có thể nhìn thấy không ạ? Thùng rất là sâu, được chưa ạ? Cái thùng này thì khi cái thùng sâu như này thì sẽ mang lại chất lượng âm thanh rất là tốt, được chưa? Rất là tốt. Ok, tiếng bass nó sẽ rất là sâu, nó sẽ xuống được sâu hơn, êm hơn. Và các cái góc cạnh ở đằng sau không chỉ đẹp ở mặt trước mà mặt sau cũng đều rất là đẹp. Chúng ta đang nhìn thấy ở đây. Đó, sắc nét từng chi tiết một chứ khác hoàn toàn với những cái thùng sản phẩm của B3. Là em không chê B3 anh em nhé, nhưng đây tức là em đang nói đây là ở cái phân khúc người ta làm chất lượng hơn, sản phẩm này nó là cao cấp hơn và đẹp từng con ốc, từng con ốc cũng được in, được chưa ạ? Đây, từng con ốc cũng được in cái tên. Ok, từng lớp sơn. Và chúng ta lại phải nói với nhau một điều rằng đây là một sản phẩm chất lượng. Thì khi sản phẩm chất lượng thì chúng ta sẽ thấy rằng đây, đó, cái điểm rất là đặc biệt. Anh em thấy cái lỗ thông hơi chưa? Và một cái điều đặc biệt là anh em sẽ thấy này, cái lỗ thông hơi họ cũng làm rất là sắc nét, được chưa? Lỗ thông hơi họ làm cũng rất là sắc nét và nhẵn nhụi. Đấy, chứ không phải là sần sùi hay không sơn si gì đâu nhá. Đây, thông số kỹ thuật của loa đây, 0120. Anh em hoàn toàn có thể tra thông tin được nhé. Thomann G Germany. Đây, mã đây, được chưa? Đây là sản phẩm của Đức nha anh em nhé. Thế tuy nhiên là sản phẩm này thì vẫn được sản xuất tại Made in China thôi anh em ạ, chứ nó không có gì đặc biệt hơn đâu. Nhưng mà chúng ta đây là em thì nó là bằng thực tế. Và sản phẩm như nào thì em nói như thế. Nó là sản phẩm Đức, phân khúc cao cấp,
chất lượng thật nhưng vẫn sản xuất tại China. Thì bây giờ em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta chiêm ngưỡng cái bên trong của sản phẩm. Em về được có 3 đôi thôi. Thì em đã thử cho anh trai em, anh trai ruột một đôi loa để anh ấy sử dụng rồi. Về anh ấy kết quá mà. Vậy anh ấy đang có một đôi 2012 đẹp lắm, cũng là hàng thử. Bây giờ anh ấy sẽ đổi 2012 sang lấy loa này. Anh em nào muốn mua 2012 sẽ có giá tốt cho 2012. Và đây là cái bên trong của sản phẩm. Đây là cái chiếc củ bát. Củ bát này thì anh em nhìn anh em sẽ biết rằng keo này vẫn là keo V3 được ạ. Keo V3. Và cái củ này còn rất là mới nha, rất là mới. Cháu cầm cái đèn cái iPhone 7 đây. Rất là mới. Cái điều tiếp theo mà chúng ta có thể nói rằng đây. Anh em có thể thấy được nó toát lên một cái vẻ rất là sang chảnh và đặc biệt rất là đẹp. Dính vào từ nam châm không chịu được. Được chưa? Ở đây thì nó sẽ có một cái mã QR của hãng. Được chưa? Gần nam châm là nó nhiều. Một cái mã QR của hãng. Tiếp theo là có mấy cái lỗ thở để giúp tản nhiệt cái côn tốt hơn. Anh em sẽ tiến lại gần hơn với cái mã của cái củ bát. Và đây em sẽ làm sao để cho nó nhìn rõ. Được chưa? Đây là sản phẩm chất lượng và đây là sản phẩm chính hãng. Anh em hoàn toàn lưu ý cho em. Thì đấy là cái củ bát. Tiếp theo anh em có thể quan tâm đến cái xương của nó. Đây. Anh em nhìn thì có vẻ như cái củ bát này nó sẽ giống với cả Milano đấy nhá. Vì bản thân cái Milano nó cũng sử dụng cái củ bát này mà. Và một cái điều đặc biệt nữa mà chúng em muốn dành cho mọi người. Toàn bộ loa của chúng em đều được tuyển chọn và đều được chọn kỹ lưỡng về cái phần côn. Côn khi chúng em đã được chọn và đã được nhìn qua cái khe từ. Và cái khe từ này là cái khe từ chỗ này. Và em đã đều nhìn cái côn nó còn rất là đỏ. Đảm bảo chất lượng cho anh em. Cũng như là cái nhện. Xoay cái đèn lên đây được chút. Cái nhện ở trong đây anh em hoàn toàn có thể nhìn thấy. Được chưa? Để đảm bảo được cái chất lượng cho mọi người. Đấy. Thì đây nó là những cái củ bát chất lượng. Anh em nhìn thấy ngay. Và bên em bao zin sản phẩm này nhá. Tiếp theo nữa là đây, về bên phần mặt của sản phẩm. Chiếc củ bát nào cũng được đẹp như này. Vì chúng em về đã được tháo ra và kiểm tra chất lượng của từng sản phẩm một rồi. Anh em hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Gân ba nếp, được chưa? Côn. Đó, mã côn này và cái củ bát nó có mã, anh em hoàn toàn có thể tra được cái mã. Và đều rất là đẹp. Chiếc bát nào cũng rất đẹp ạ. Anh em thấy không ạ? Đây. Rồi. Ở đây thì em đang có một con đốc nó đổi được để ở ngoài anh em nhìn này. Nó in luôn cái chữ sharing ở trên này. Nó tuyệt vời chưa? Tiếng Anh đọc hơi kém anh em thông cảm vì em đi tiếng Việt còn đọc chưa rõ mà. Rồi, đây là cái củ chép. Củ chép này thì được sử dụng là một trong những cái củ chép chất lượng cao. Màng này là đang được sử dụng màng là màng polymer. Theo như thông số kỹ thuật của hãng em đọc thì cái củ chép này vừa trình diễn được giải tần số cao, vừa có cái tính chép rất là nhuyễn. Được chưa? Rất là nhuyễn, rất là hay. Kết hợp với họng chèm của đây, đây là họng chèm, là họng kèn nhựa anh em nhé. Đó, đây. Củ chép chính hãng. Được chưa? Rồi, ok. Củ chép tất cả zin hết. Thì đấy là những cái về những cái tính năng đặc biệt của sản phẩm để chúng ta có thể nói đến. Là đây là một cái sản phẩm chất lượng. Anh em có thể nhìn thấy từng cái chi tiết. Họ không hề giống như B3 bình thường. Được chưa? Không hề giống như những cái đôi B3. Anh em nhìn là thấy rồi. Một cái điều đặc biệt, rất đặc biệt nữa là cái thùng. Cái thùng đấy ạ. Cái thùng thiết kế rất tuyệt vời. Đầu tiên là phân tần thì anh em nhìn. Do nhà máy B3 nên phân tần anh em nhìn sẽ biết. Được bọc rất là đi. Em không bảo đây là loa B3 nhá. Đây là do nhà máy B3 sản xuất thôi. Được chưa? Nhưng đương nhiên là người ta có thể đặt với chất lượng cao hơn là điều bình thường. Cái dây này, cái bộ phân tần này thì linh kiện được sử dụng hoàn toàn khác với linh kiện của B3. Sản phẩm thì được sử dụng linh kiện chất lượng hơn nhiều. Tụ cũng được sử dụng tụ chất lượng hơn. Đây, hai phân tần riêng biệt. Anh em thấy không ạ? Và cái kiểu phân tần hoàn toàn khác. Đây là những cái cuộn cảm, nó được sử dụng cuộn cảm chất lượng hơn và sử dụng tụ chất lượng hơn rất là nhiều. Thương hiệu tụ MBT thì anh em hoàn toàn biết được rồi đúng không ạ? Trên phân tần được in của hãng Sharing và in con chim chứ không in những cái thương hiệu như của mã của B3. Anh em nhìn thấy không? Đây. Hình con chim kìa, được chưa? Mã nào cũng có nhá. Đối với cái này thì nó đang ở trong khe. Đây, ở trong cái khe này này. Anh em nhìn này. Đây.
Đấy. Nó tối quá, em không quay được. Và sản phẩm nhìn cái phân tần chất lượng hơn nhiều. Cái điều đặc biệt hơn tất cả đó chính là cái vị trí soi vào đây. Cái vị trí mút. Mút tiêu âm này thì anh em có thể thấy nó giống B3. Được chưa? Mút trên, mút dưới rất là kỹ lưỡng. Và đây. Cái vị trí lỗ thông hơi cũng được để mút nhá, cũng được để mút. Đấy. Mút trên. Ma trận. Đây, anh em thấy ạ. Không phải tự nhiên, không phải là cái thùng nó yếu mà người ta gắn vào đây đâu ạ. Vì đây là hai cái lỗ thông hơi. Đây là hai cái lỗ thông hơi. Thì tại vị trí cái lỗ thông hơi này nó sẽ rất là nhiều những cái tạp âm và rất là nhiều những cái va đập. Được chưa? Thì người ta làm một cái ma trận. Được chưa? Đây được gọi là cái ma trận tiêu âm. Để giúp cho tiêu những cái âm phản xạ đi. Được chưa? Giúp cho tiêu những cái âm phản xạ. Tại vì đối với những cái lỗ thông hơi ở đằng sau này, người ta gọi là lỗ thông hơi cộng hưởng, lỗ thông hơi feedback, để giúp cho cái tiếng bass nó cộng hưởng, cái tiếng bass nó sâu hơn. Thì nhưng mà trong những cái cộng hưởng tiếng bass sâu hơn này thì nó lại có những cái chính là hay có những cái tạp âm. Thì đây chính là những cái xử lý tạp âm và không có những cái âm phản dội. Ok, đấy là cái điều đặc biệt đối với cái dòng loa này. Hầu hết tất cả những chiếc loa ở đây đều đẹp. Thì em mời anh em bây giờ chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta khám phá sâu hơn về cái sản phẩm này. Sâu hơn ở chỗ là em sẽ thử đi đo đáp tuyến, và cùng anh em chúng ta sẽ có những cái phương án xử lý cái chất lượng âm thanh này làm sao cho nó hay, để chúng ta biết loa này đang thừa tần số nào, thiếu tần số nào. Và anh em cùng nghe thử cái đoạn video test cái sản phẩm này, một cái chút của cái sự mộc mạc nhá. Ok, em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta thử. Bây giờ thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta kiểm tra cái chất lượng âm thanh cũng như là đo cái đáp tuyến của cái loa. Cái đáp tuyến này sẽ giúp cho anh em khi về chúng ta sẽ cân chỉnh loa ở hệ thống âm thanh của chúng ta ở nhà, nó sẽ đơn giản hơn. Và cũng như là một phần ở đấy nói lên được cái đáp tuyến của loa này, nó có thể đáp ứng được những cái tần số từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Và một phần chúng ta cũng dựa vào cái đáp tuyến này chúng ta phân tích, rồi chúng ta cùng đi chúng ta thử xem cái chất lượng âm thanh của sản phẩm này nó có đúng như là cái đáp tuyến mà sản phẩm đưa ra hay không. Ở đây thì đầu tiên để cho công bằng là em sẽ sử dụng cái vang, và em đã reset nó về mặc định hết rồi, bao gồm các phần main. Phần mic này thì chúng ta sẽ không nói nhá. Đây, chúng ta sẽ di chuyển nó mặc định hết. Ok, để chúng ta tí chúng ta cùng thử nhá. Music chúng ta cũng sẽ để mặc định hết. Đây, chúng ta cũng sẽ, đây là music. Ok, thì bây giờ em mời anh em chúng ta sẽ cùng thử nhá. Quay sang đây thì em sẽ dùng một cái chiếc máy đo RTA, máy kiểm tra âm thanh. Và ở đây thì em đang sử dụng cái mic RTA em để ở mặt trước của cái loa kia. Ok. Em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi chúng ta thử xem nào. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện chúng ta bình noi. Sau khi bình noi rồi chúng ta sẽ mở cái loa ra. Ok. Đây là cái mà chúng ta thu được đây. Em sẽ chụp cái đáp tuyến này lại nhá. Em sẽ chụp cái đáp tuyến này lại. Chúng ta sẽ cân chỉnh một chút này, cho cái âm lượng nó to lên một tí này, để đảm bảo công bằng. Rồi, chỉnh nó bây giờ anh em chúng ta cùng đi chúng ta phân tích một chút về cái đáp tuyến của cái loa này. Hiện tại thì trên cái loa này em đang thấy có một cái điểm xấu. Cái điểm xấu này nó đang ở cái vị trí là khoảng 152 Hz. Điểm xấu có đâu, ngoài ra thì anh em có thể nhìn thấy được rằng là cái loa này nó khá là đẹp.
đều gần như các cái giải từ đây đến đây nó đều rất là tốt. Được chưa? Một chút giải từ 2K cho đến 10K như anh em có thể nhìn thấy này. Hiện tại cái loa này của chúng ta có thể trình diễn áp tuyến được từ 42Hz cho đến nếu như em có thể thấy rằng là đến 20K, nhưng mà loa này trình diễn được lên khá cao. Cái giải từ 12K đến 16K hiện tại nó đang nhô lên. Anh em có thấy không ạ? Đang nhô lên. Và nó cũng đã đáp ứng được đúng với cái từ nhà sản xuất người ta đã cung cấp ra. Được chưa? Nhà sản xuất cũng cung cấp như vậy. Ok, ở cái đấy bỏ qua chúng ta không nói. Thế nhưng để xử lý cái vấn đề này, anh em có thể nhìn thấy đây. Chúng ta đang quan tâm đến một vài cái điểm, đó chính là tại cái vị trí 300Hz. Được chưa? 289Hz và cái vị trí 624Hz này. Nó đang hơi nhô cao lên. Đúng không ạ? Cái vị trí nhô cao lên như thế này. Và một cái vị trí nữa mà chúng ta quan tâm đến, đó chính là cái vị trí 4K 24Hz. Em sẽ phân tích cùng mọi người một chút. Nó rất là tốt nên anh em chịu khó xem hết nhá. Vị trí 300Hz này nó sẽ làm cho cái tiếng mic của chúng ta nó hơi ô ô một tí. Ví dụ 1 1 1 1 1 1 1 1. Anh em thấy không ạ? Và ngoài ra thì chúng ta có thể kết hợp thêm với cả cái vị trí đây này. Đấy, 632Hz này. Đấy, hai cái vị trí này nó nhô lên, nó sẽ làm cho cái tiếng mic của chúng ta nó có cái tiếng ô ô và cái tiếng bô bô. Thế nhưng ngược lại, nó lại chính là những cái ưu điểm. Cái ưu điểm này nó sẽ giúp cho tiếng mic ai hát nhẹ, ai hát yếu hơi. Thì đây nó là một cái phần được gọi là hỗ trợ cái tiếng mic cho mọi người. Khi cái tiếng mic hỗ trợ cho mọi người như này thì mọi người hát yếu hơi một tí thì anh em hát nó vẫn lên được. Vẫn lên được. Đây là người ta gọi được một số anh em hay được gọi là loa nịnh giọng. Thế nhưng trên thực tế nịnh giọng là như nào? Thì đây chính là cái nịnh giọng. Là bản thân cái loa nó đang được đẩy cao ở cái giải min đó lên. Thì khi anh em có thể ví dụ như là để cái mic rất xa hoặc anh em hát rất yếu, nó vẫn lên được cái tiếng. Đấy, thì đấy là trên thực tế. Như này rõ này. 1 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
lại 3K này, 4K2 này, nó sẽ làm việc tiếng mic của chúng ta bị thé, bị xé tiếng khi lên cao. Để chứng minh bằng điều đó, chúng ta quay trở lại với cái màn hình này. Được chưa? Đây, anh em sẽ cùng xử lý nhé. Đầu tiên, kiểm tra về cái giải 293Hz. Đây. Anh em nghe thấy không ạ? Đấy, và nó sẽ làm cho hú min này. Đấy, chính nó này. Đó, thấy không? Thì khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng 293Hz chẳng hạn, 285. Ở đây là em không bảo là anh em phải chỉnh phẳng nó xuống. Anh em đồng ý với em không ạ? Anh em không phải kéo phẳng nó xuống, hay chúng ta không phải dùng cái RTA để chúng ta kéo nó xuống, mà anh em sẽ cân chỉnh và chúng ta phải nghe kết hợp giữa cái mic với không gian của chúng ta, làm sao nó đưa ra được cái tiếng mic nó tương đối là ok nhất. Thì em cùng mọi người chúng ta cùng thấy được đây là cái loa nó đang thừa ở những cái tần số này. Thì chúng ta cần biết cái sự kết hợp. Ok, em sẽ kéo nó xuống 285. Kéo xuống tí thôi. Chúng ta vừa kéo, chúng ta lại phải vừa trải nghiệm, chúng ta lại vừa nghe. Chứ không phải là áp dụng theo một cái fix cố định, hay là phải kéo đúng 3dB hay kéo đúng 10dB là không có. Mà chúng ta vừa chỉnh, chúng ta phải vừa nghe. Nhá. Đây. 112, anh em thấy không? Cái tiếng mic nó đã không bị ô ô nữa rồi. 111111, đây, em thử nhá. 111111111111112. Anh em thấy không? Cái tiếng của chúng ta nó đã rõ hơn, dày hơn và chi tiết hơn. Được chưa? Em sẽ xử lý thêm một chút nữa ở cái phần đây này. Mò
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 với hai bước đơn giản chúng ta đã có được cái tiếng mọi người nghe thấy không ạ? Đấy, chuẩn chưa? 1 2 3 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lên 1 1 2 2 3 4 4 5 5 4 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
này. 1, 2, 3, 4, 5. Thì cái giải này chúng ta cần phải xử lý để cho tiếng mic của chúng ta được bay được rõ ràng hơn. Đấy là tùy theo từng loa mà chúng ta sẽ áp dụng. Thì đối với chúng em, khi cung cấp loa cho anh em là chúng em sẽ làm sao để mọi người cùng thấy được cái chất lượng âm thanh của sản phẩm, cũng như là làm sao để anh em cùng nắm bắt, làm chủ được cái sản phẩm của mình. 152Hz chúng ta sẽ cùng xử lý nhá. Đây. Mọi người thấy không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hiện tại thì anh em đang nghe được cái chất lượng âm thanh từ cái đôi loa đó. Và chúng ta có thể cái mic cách miệng khoảng 3 cm, cũng như là cái loa đang đặt ở kia. Anh em có thể nghe thấy và cảm nhận được cái chất lượng âm thanh của nó rõ ràng. Hiện tại thì em đang nói được như nào? Thì cái loa nó cũng đang nói được ra đến 95% so với cái giọng của em, đúng không ạ? Cái này thì em đang quay qua trên điện thoại thôi, thì anh em cũng cảm nhận và chúng ta cũng sẽ cùng nghe thấy được. Và phải bằng thực tế, và chúng ta làm phải bằng thực tế, và trên cái đáp tuyến mà chúng ta đang có và dưới cái mà chúng ta cân chỉnh. Nhưng cân chỉnh dựa trên thực tế là anh em vừa cân chỉnh, chúng ta phải vừa nghe làm sao cho nó cân đối, cho nó phù hợp với không gian, với cái thiết bị ở nhà của chúng ta đang có, thì cái đó mới là cái chuẩn. Chứ không phải là dựa vào cái của em đang quay mà anh em cân chỉnh theo là đúng 3 dB hay 4 dB hay gì đó, là cái đó là em không khuyến cáo anh em là nên làm như thế nhá. Chúng em thì chỉ làm sao đấy đáp ứng được tất cả mọi thứ để anh em có được cái hệ thống nó là tốt nhất nhá. Ok rồi, bây giờ em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi qua, chúng ta thử một đoạn mic hát xem cái chất tiếng của nhân dòng này như nào. Nhưng thật sự ở dòng này chất tiếng rất tuyệt vời rồi, có lẽ chúng ta cũng chẳng cần phải thử tiếng mic hát đâu. Em nói thật là chẳng cần phải thử vì nó là loa xịn mà, và em nói ra cái tiếng mic anh em cũng đã nghe thấy rồi. Nhưng tuy nhiên là em cũng sẽ mời anh em chúng ta sẽ cùng thử một cái đoạn video test để chúng ta nghe thấy được cái âm thanh chất lượng của cái dòng sản phẩm này. Bây giờ em mời mọi người chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta nghe thử một cái đoạn âm thanh của cái sản phẩm loa này nó phát ra. Chúng ta ở đây nghe là nghe nhỏ thôi, và nghe ở cái dạng là cảm nhận chất lượng âm thanh, chứ không phải là nghe để lấy cái âm thanh to. Cho nên em sẽ mở nhỏ và anh em hãy đeo tai nghe vào chúng ta để chúng ta nghe và chúng ta cùng cảm nhận cái chất lượng âm thanh mộc mạc của cái dòng sản phẩm này. Và em cũng không chạy súp, đây là chất âm mộc mạc của sản phẩm, và tất cả mọi thứ EQ ở chế độ là mặc định là phẳng hết nhá. Em mời anh em.
và chúng ta sẽ test thế thôi đúng không? Và đây là cái tiếng mic của cái dòng sản phẩm này nó đưa ra được. Thì từ nãy giờ anh em cũng đều nghe cái giọng nói của em rồi. Thì anh em cũng cảm nhận được là cái tiếng mic của dòng sản phẩm này nó đưa ra là như thế nào. Và chúng ta cũng không cần phải hát hò làm gì cả, chẳng có thời gian cả. Chất lượng thì nó là chất lượng và anh em cũng được nghe thấy rồi. Sản phẩm này thì không cần phải bàn quá nhiều về chất lượng từ nãy giờ rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip lần sau. Mọi thông tin anh em có thể liên hệ em qua số điện thoại là 0345 265 888, hoặc là comment bình luận để chúng ta có nhiều thông tin hơn về cái sản phẩm này ở dưới cái video này. Em chào mọi người nhé.